Hello, xin chào mọi người đó, xin chào mọi người đó, đây là góc nuôi cá mình nha các bạn. Đó thì sáng hôm nay mình chuẩn bị ra đóng cá đi đơn cho khách nha anh em. Đó. Thì bên mình là mỗi lần mà đi đơn cho cả đi đơn cá cho khách thì mình sẽ quay lại cho anh em xem. Đó. Đây, bây giờ vợ mình đang lựa cá nha anh em. Đó, thì cũng như thường lệ đó, vợ mình đang lựa cá đây, blue tặc răng thì đợt này con mái size nhìn rất là đã nha. Con mái này to này gần bầu bùi đi nha anh em. Đó. Anh em thấy không? Mái đồng xay cối không nha anh em. Đó, blue tặc răng. Đó, blue tặc răng bên mình thì body đó, bao đẹp nha, bao đẹp, màu đẹp nha. Đó. Mà giá này rẻ nữa, đó chỉ có giá 40k một cặp thôi anh em. Đó, về mái này về ép tầm cỡ 1 tới 2 tuần thì cá nó sẽ đẻ nha anh em. Đó. Full gold gan nha. Thì tình trạng cái góc nuôi cá mình thì nó đang bị xuống cấp đó, thì chắc vài bữa mình sẽ nâng cấp lên nha anh em, nó làm rộng ra để mở rộng ra thêm nhiều hồ nữa để nhập nhiều dòng cá về đó cho anh em lựa chọn nha. Nó đang rửa nè, nó lồng tím lên được đi về nè, nhìn rất là đẹp nha, nó trống này. Body máy xay cối nha. Bên đây là dòng còi đen nha, còi đen xay xay tơ nha anh em. Đó, mới ghép trong máy vô thôi. Đó, thì còi đen mình là nhìn anh em nhìn là biết rồi. Đó, thì ri bông, tay bướm phin xe nha. Đó, nhìn rất là đẹp. Anh em nào mà để làm giống á, thì mua về thì làm giống đó ok. Thì mới ghép trong máy thôi. Đó, không có like tạp rồi nha. Đó, nói chung là thuần 100%. Đó, nè anh em, ở dòng coi đen này thì hồi xưa giờ rồi, dòng cổ điển rồi nha anh em. Đó, dòng này ít khi lỗ thời lắm nha anh em. Đó, thì dòng này nó nhờ có sọt rồi tại bị bướm phin xê thì nó lại giúp con cá nó đẹp cho nha anh em. Đó, người hát cái đất đô rồng xanh Indo bên mình này đã. Đó, xài gần 3 tháng nha anh em. Đó, trống gần full mà lấy tiêu ôm hết rồi nha. Đó, mái nè, mái đang ôm bầu hết nha. Rồng xanh Indo bên mình số lượng nhiều nha anh em. Đó, thì bên mình là chuyên sỉ và lẻ nha. Đó, sỉ và lẻ luôn, đi toàn nước Việt Nam luôn, chứ không có nhập qua bên nước ngoài. Nước ngoài không biết cách ship nha anh em. Thì mình cũng có nhiều người ở bên nước ngoài như Philippines, Lào đồ, Mỹ đồ kêu mà mình không biết cách ship rồi bên cách giao dịch nha, nên mình chỉ ship trong nước thôi. Đó, vòng view đó. Đó, đây view coi nha, view coi sọt nha, ri bông đây bướm phin xe luôn đó. Mấy cái dòng này thì hiện nay cũng ít được anh em chơi đó, thì mình muốn giữ lại đó cho khỏi bị thiệt chủng nha anh em. Đó, anh em mua về làm giống đó, giữ giống thì bên mình cũng mới ghép trong máy thôi đó. View sọt đó, ri bông tay bướm phin xe nha. Đây, đồng tím nha anh em, tím không? Đó, mái ri bông nha, đó. Anh em thấy không? Đó, tím chuẩn luôn nha, không có bị nhiễm rồi nha anh em. Đó, nên làm giống rất là tốt. Đó, cá bên mình tuy giá rẻ nhưng mà chất lượng vẫn ok nha, chứ không cá tàu lâu rồi mình bán cho anh em. Đó, dòng view này, view mình đang tách ra cho nó đẻ nha. Đó, view thì mình cũng có cái hồ nên anh thấy hai tay bơi bướm nó dài không? Đó, các con này anh em. Đó, yeah. Thì ngày hôm nay mình thu hoạch mình để tầm có 1-2 ngày bắt đầu mình sẽ vớt ra. Đây, bên trên này cũng đồng tím nha anh em, đồng tím nha. Đó, bạc mục hết rồi nha anh em, bạc mục rất blue cũng đang hết đó. À, thì đợt này mình có đây coi red gan nha anh em, coi red gan nha. À, anh em nào mà
mua về thủy sinh đó, rất là đẹp. Dòng này mua về làm thủy sinh, thả trong bể kính hoặc chơi top view thì vẫn đẹp nha anh em. Có màu đỏ nhìn rất là đẹp nha. Thì nó giống coi nó thì thuộc dạng những cá chép, thì mình nuôi theo bể xi măng thì nhìn vẫn cũng là rất là đẹp đó. Nên em giá thì cũng rất là rẻ nha anh em. Đó, mình bán 40k một cặp thôi đó. Đợt này coi này mình nhập thì coi nó lên nha anh em, nó lên giá nha, lại tiền ship rồi nó cũng tăng đó, thì mình không có lời bao nhiêu đó, thì mình sẽ bán giá với lời giá là 40k một cặp đó, dòng coi rét nha. Đó, thì hôm qua mình có về Dumbo đó. Dumbo thì hồi tối mình cũng quay để cho em xem rồi, Dumbo nuôi hắc mua nha anh em. Nó tại bơi nhìn rất là khủng, tại bơi đợt này về rất là khủng nha anh em đó. Mà mình cũng bán đồng giá với giá là 50k một cặp thôi anh em đó, chứ không bán lên nha đó. Thì mình cũng đi xuống mấy trại mình lựa cá đẹp rồi mình bán với giá rẻ luôn nó cho anh em, nó ai cũng chơi được cái dòng cá với màu nha anh em. Chứ bán giá mắc quá thì đó, nhiều anh em không thể đủ điều kiện để mua nhiều dòng đó. Ê, nó bay blue bên mình đẹp không, nó full hết rồi nha anh em. Đó, 3 tháng rồi nha, bay blue nó bên mình đẹp, bay blue nhìn to đẹp luôn đó. Rồi bây giờ mình qua mình đóng cá thôi. Đang chuẩn bị này, vẫn như cũ này. Anh em bộ rồng xanh lên nha, đó, bộ rồng xanh này, đó, nhìn rất là đẹp nha, chuẩn nha anh em, đó, bộ rồng xanh chuẩn nha. Bộ này mình bán với là 60k một cặp, đó, giá 60k một cặp thôi nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cá nữa, chút nữa mình đóng xong mình sẽ quay lên, rồi mình sẽ đóng thùng, đó, cho shipper gửi vào nha. Rồi anh em mua cá mình thì cứ yên tâm, đó. Giá cá giá rẻ nó thì bao chất lượng luôn, cá bên mình thì bao bao đồ chất chuẩn luôn nha anh em đó, nên anh em yên tâm về đồ uy tín nha. Đây, rồng xanh đây đó. Đó, đang lựa này đó. Dòng này mình bán cho anh em về mà nuôi thủy sinh rồi thì rất là nhiều nha anh em, mua rất là nhiều đó. Dòng này về mà thả bể xi măng anh em hồn làm hồ nam bộ rồi thả nhìn rất là đẹp đó, tại vì nó giống coi thuộc dạng những thuộc dạng cá chép đó, đó. Thì nhìn rất là đẹp, mà điều đây thuộc dạng chép mini đó, nên rất là dễ thương nha anh em đó. Anh em mà muốn bỏ bằng học này đó, bằng học hay là chân bể kính trong nhà thì anh em nên mua dòng này đó, thì vừa giá rẻ mà vừa đẹp nữa nè. Ở đây nãy giờ mình cột gần xong rồi bạn đó, hôm nay mình đi 5 đơn nè đó, mình đi 5 đơn cho khách nha đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái viết viết lông đó, mình ghi tên từng dòng vào để cho khách nhận biết đó. Đây đây, bây giờ mình đã đóng xong nha anh em đó. Đây là dòng coi đen nha, coi đen ri bông tới bướm phin xê nha anh em đó, size này size còn tơ nha. Về anh em về mới ghé trong máy về thì anh em có thể làm giống được rất ok. Đó, nhìn em thấy không? Đó. Phin xe rất là dài nha anh em. Đó. Hai tay bướm bắt cũng rất là dài. Đó. Đây là view. Đó. View cái màn anh em. Đó, view thì cũng là ri bông tại bướm phin xe luôn anh em thấy không? Đó. Nhìn rất là đẹp nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đóng thùng cho anh em này. Đó, anh em thấy hai tay bơi bướm nhìn rất là dài nha. Đó, nhìn rất là đẹp. Bây giờ mà giá vẫn rất là rẻ nha anh em. Đó, một cặp này mình bán view thì mình bán giá là 70k một cặp thôi anh em. Còn coi đen thì mình bán giá 80.000 một cặp nha. Đó, con trống này, trống coi đen nha. Rồi, thôi bây giờ mình sẽ đóng thùng lại xong rồi gửi đi cho khách thôi. Đó. Thì chờ mấy anh shipper vào chở nha anh em. Đó. Hôm nay mình đi đơn 6 thùng này. Thì
bên mình có bán cám nha anh em, đó cám thái đó, cám thái dành cho cá bay màu ăn đó. Thì bên mình có bán thức ăn cho cá bay màu nữa đó, thì anh em mua cá thì đặt cám thì bên mình vẫn có đó, ký 100g này vẫn có nha anh em đó. Rồi bây giờ mình đã sẽ đóng xong thùng rồi đó, chờ mấy anh shipper vào rồi giờ chờ đi giao thôi đó, 6 thùng nha. Rồi thôi, video mình cũng xin kết thúc tại đây đó, các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nha các bạn đó. Xin chào tạm biệt các bạn, trong hẹn các bạn tại video lần sau.